Một chiếc gimbal độc đáo và nhiều tính năng đã tới rồi đây. Insta360 Flow, một sản phẩm được rất nhiều khách hàng yêu thích tại tokyocamera.vn. Hãy cùng chúng mình xem nhanh cách sử dụng sản phẩm này để sử dụng nó tối ưu nhất nhé. Đầu tiên, hãy cài đặt ứng dụng Insta360 trên điện thoại của bạn nhé. Ứng dụng này có hai phiên bản cho di động, chạy iOS và Android. Để sử dụng gimbal, đầu tiên các bạn hãy gắn kẹp vào điện thoại, ở khoảng giữa là tốt nhất nhé. Sau đó, gắn kẹp này vào gimbal. Hãy cầm gimbal ở tư thế như thế này. Vặn mở là gimbal sẽ tự động kích hoạt và sử dụng được ngay. Đừng quên truy cập app Insta360 và kết nối với điện thoại. Có 3 điểm vô cùng thú vị được tích hợp ngay trên thân của chiếc gimbal Insta360 Flow này. 1. Gậy selfie kéo dài. Chúng ta có thể thay đổi được góc quay chụp với một thao tác kéo dài trên gimbal. Cái này rất hữu dụng nếu như các bạn muốn có một góc selfie đẹp. 2. Chân đế. Thay vì chân đế rời phải mất thời gian gắn lại, trên Insta360 Flow, chúng ta chỉ cần kéo phần dưới này ra là có thể đặt gimbal ở các mặt phẳng một cách vững chãi. 3. Cold shoe. Các bạn chỉ cần mở cái nắp này là các bạn sẽ có ngay một cái phần gắn phụ kiện như mic được tích hợp ngay ở trên thân gimbal. Rất phù hợp với những ai sử dụng mic có bộ thu phát. Khi bắt đầu quay, để lựa chọn quay ngang dọc, các bạn hãy bấm 2 lần vào nút mũi tên tròn này nhé. Để chuyển từ quay sang chụp và ngược lại, bấm nút này 3 lần. Để chọn chế độ quay phù hợp, Auto, Follow, Pan Follow hay FPV, chúng ta sẽ vuốt ở phần màn hình này, vuốt xuôi để chọn chế độ kế tiếp, vuốt ngược để chọn chế độ ở trước. Đèn sáng ở chế độ nào thì là bạn đang ở chế độ đó. Bấm nút đỏ để bắt đầu quay chụp và tạm dừng. Sử dụng joystick để điều chỉnh góc quay phù hợp nhé. Nếu như bạn muốn zoom, phóng to và thu nhỏ, hãy xoay vòng zoom ở đây. Cuối cùng, như bao chiếc gimbal khác, hãy bấm 2 lần nút trigger để trở về vị trí mặc định nhé. Ngoài ra, để kích hoạt chế độ tracking, các bạn hãy bấm trigger 1 lần. Để xoay ngược điện thoại và sử dụng camera sau để selfie, bấm trigger 3 lần. Ở đây, chúng ta sẽ có hai cách để thể kích hoạt khả năng tracking Deep Track 3.0 nhanh nhất. 1. Nhấp 1 lần vào nút trigger. Flow sẽ tự động phát hiện và theo dõi chủ thể, ví dụ như là đầu người, vật nuôi, vân vân. 2. Truy cập ứng dụng Insta360. Các bạn hãy vẽ khung theo dõi chủ thể trên màn hình điện thoại nhé. Trên đây là những hướng dẫn sử dụng cơ bản với sản phẩm gimbal Insta360 Flow. Nếu như bạn đang quan tâm về sản phẩm này và muốn xem thêm nhiều mẹo hay về nó, đừng quên like, subscribe chúng mình nhé. Rồi, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.